Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện là một đoạn clip một nam thanh niên nhẫn tâm thiêu sống một chú mèo. Hành động của nam thanh niên này đã gây phẫn nộ và gây bức xúc cho cộng đồng. Vâng, trên thực tế thì cũng đã có những quy định, những chế tài xử phạt đối với những người có hành vi ngược đãi động vật. Vậy thì cụ thể hành vi này sẽ bị xử phạt như thế nào và có cơ quan nào sẽ là ra quyết định xử phạt? Mời quý vị cùng tìm hiểu. Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội liên tục chia sẻ và lên án hành động dã man thiêu sống chú mèo của một nam thanh niên. Chú mèo đã bị bỏng nặng. Hoạt động từ năm 2015 đến nay, nhóm Hà Nội Pet Adoption đã góp phần cứu giúp trên 5.000 ca chó mèo bị bỏ rơi, hoang lạc, bạo hành. Bên mình đa số các ca về thì đều là nạn nhân của việc bị bạo hành, bị ngược đãi. Mình mong là cơ quan chức năng có thể tuyên truyền được rộng rãi, phổ biến đến người dân để cho những tình trạng mà các bé bị bạo hành như thế không còn xảy ra nữa. Trước đây, hành động đánh đập, hành hạ tàn nhẫn vật nuôi được coi là một lựa chọn hành vi của cá nhân. Tuy nhiên, từ thời điểm Nghị định 14/2021 NĐ-CP của Chính phủ ban hành vào ngày 1 tháng 3 năm 2021, hành vi này được xếp vào nhóm bị cấm thực hiện. Người đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng. Quy định xử phạt trong Nghị định 14 là rất rõ. Tuy nhiên, trong thực tế, việc triển khai thực hiện còn không ít bỡ ngỡ, khó khăn. Các văn bản này đi vào thực tiễn rất muộn trong cái lĩnh vực mà xử phạt đối với hành vi bạo hành vật nuôi. Và vì thế, đến nay thì cái số liệu về thống kê các trường hợp bị xử phạt thì hiện tại thì chưa nắm rõ được. Và đôi khi các cơ quan chính quyền, cơ quan có thẩm quyền xử phạt thì chỉ mang tính nhắc nhở răn đe, phổ biến đến những người dân. Có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính cụ thể sẽ giúp người dân nâng cao hơn trong việc đối xử nhân đạo với vật nuôi. Tuy nhiên, để những nghị định, chế tài này đi sâu hơn vào đời sống, các cơ quan, chính quyền địa phương cần có những biện pháp tuyên truyền cũng như mạnh tay hơn nữa trong việc xử phạt hành vi vi phạm.